Mình có chia sẻ lại cái ông Nguyễn Ngọc Lập thì biết về Trần Quỳnh Duy Thức như thế nào thôi mà. Tay đó cũng một tay lừa đảo thôi mà. Nên nên chả có việc gì mình phải đào sâu vô, còn bao que mà. Bây giờ nó ngồi nó chỉ giống như nó canh Việt Nam mình sơ hở cái gì, có điều gì thì bắt đầu nó nhảy ra nó táp thôi, đúng không? Điển hình giống như hai cái vụ mà hai nhà gọi là hai nhà nhân quyền gì đó đi vào trong cái hội nghị diễn đàn kinh tế. À không phải anh Hà Lê, cái nick này là cái nick phụ nhưng mà nó cũng sẽ song song với cái nick kia, tại cái nick kia bị ba que nó cắn giam 3 ngày. Bị nó cắn sao anh mắc anh thông báo là anh mắc cảnh giam hết 3 ngày nên đổi qua cái nick này. Nick này là cái nick phụ thôi nhưng mà cũng là cái nick phòng hờ. Mày biết. Nó có tiệt thực đâu mà nó chết Dương Hân, chạy Trần Siêu. Anh Bình Dương của tôi đâu. Đây. Chào cô Khánh Hoa. Tại mưa. Mưa nên bị rớt mạng. Chào lại anh Cao Trung Hiếu. Đùa chứ mẹ. Ăn mùi mốt mà nó cho nó ăn á. À đúng rồi đó anh Nhàn. Nhưng mà thật sự tay đó cũng là tay xạo thôi mà. Giờ bắt đầu à. Nhưng mà ở một cái điểm nữa, ở đây em xin chia sẻ thêm các anh chị nha. À, nếu như mà không được cái sự chia sẻ hoặc là không có những cái thông tin mà từ trong trong trại giam ra thì làm gì mọi người biết Trần Quỳnh Duy Thức nó ra sao. Đó. Thì đó cũng là một cái để mà chứng minh được là cái sự sao? Cái thông tin nó đâu có thiếu đâu. Có gì đâu, nó chẳng qua là nó muốn đem những cái thành phần này qua bển, nó nghĩ rằng là nó tạo được một cái hiệu ứng để cho mọi người chào lại chị Bạch Yến, nó tạo cái hiệu ứng thấy không, để về bên kia để cho mọi người tung hô đặng nó có cơ hội nó quyên góp tiền. Chứ bây giờ nè, nó không có những người này đi qua bên kia thì nó lấy gì, nó bây giờ cộng đồng người Việt người ta muốn cạch mặt bọn nó hết rồi đúng không, làm sao quyên góp được. Ví dụ bây giờ tổ chức đêm nhạc cũng được, tổ chức đêm nhạc thì người ta có những người ta đi, có những người ta đâu có đi. Đó. Cái thứ hai nữa muốn gọi là kêu gọi đồng bào đóng góp thì nó phải có một cái vấn đề gì thì người đồng bào người ta mới có góp. Ví dụ chẳng hạn Trần Quỳnh Duy Thức đang tiệt thực rồi, kêu gọi các anh chị ủng hộ để gọi là cất lên tiếng nói Trần Quỳnh Duy Thức, như vậy nó mới quyên góp được thì lúc đó nó mới có tiền thì nó mới mới có cái ăn của nó được. Nó đơn giản thôi, dễ hiểu thôi. Cái đó là hành động thường thấy của cái bọn bọn bao que xỏ lá mà. Chào chị Liên Phương. Đúng không? Nên rất là dễ thấy. Không, giống như những cái bọn mà gọi là những cái bọn mà dân chủ cụi hay là những thằng khùng bên kia tối ngày á, mua like mua view rồi bắt đầu lên like lên view để kêu gọi mọi người cố tình tạo cái đúng rồi quyên tiền vụ vụ thức thôi. Chào anh Vinh Đỗ. Đúng rồi, tại vì bọn nó chỉ tạo ra một cái cơ hội ha, nó tạo ra một cái cơ hội để nó tổ chức ra để nó quyên tiền bên kia mà. Dạ đúng rồi đó chị Bạch Yến đó. Nhưng mà thấy không, thấy quên em quên chia sẻ cho các anh chị một cái clip, mà cái clip này tại vì em nằm bên cái nít kia, có nghĩa là con Hoàng Thùy Linh hả? À con Hoàng Thùy Linh nó đi qua bên Thái Lan mà bị bọn bên kia nó đuổi nhỏ về như con à.
Nó sợ qua anh kia ăn giành giật với miếng cơm với nó đuổi con nhỏ Hoàng Thùy Linh về Việt Nam, thấy mà thấy tội. Đang nằm trong trong trại ấy mà nó vô nó đuổi đi luôn. Nên á, các anh chị những người mà gọi bây giờ những cái bài này bây giờ khó lắm. Người dân của chúng ta đã nhận thức ra được rồi, đúng không? Đặc biệt là cái bài mà gọi là trốn qua Thái đi, rồi bắt đầu xin cái giấy tị nạn, rồi bắt đầu từ đó đó có những người đó, các anh chị thấy nửa vòng trái đất nó phỏng vấn có những người ở tới mười mấy 20 năm, chọn con đường đó. Bây giờ thử mười mấy 20 năm nếu ở trên đất nước Việt Nam cố gắng lao động, cố gắng làm việc đi thì mình sống được cuộc sống mình ra sao rồi. Bây giờ trốn qua bên Thái Lan ở bên bển ăn thì tụi nó trợ cấp, tụi nó có cả một cái đường dây, nó quyên tiền để mà mua gạo, phát gạo hàng tháng cho mọi người. Đó, mà các anh chị sống ở cái cuộc sống vậy cứ ngửa tay, tương lai thì bất định. Đó, rồi ăn uống thì chỉ chờ cho người khác, người ta trợ cấp mình, sống đi ra đi làm cũng không dám đi ra đi làm. Đấy, các anh chị nhìn thấy đó. Đùa chứ, cái con mụ thủy tiên này là ra còn đòi kết bạn nữa mới ghê chứ. Bà thủy tiên này mình bà ghiền nghe chửi thì sao các anh chị, bà ra bà kết bạn với em luôn kìa mới ghê chứ. Có ông nội cao cao bên kia ông đi ông làm gì nè các anh chị đó, đi điều lệnh và đi kiểu đó đó, chạm trần thành chôn. Có ông già kia ông nhảy tưng tưng này đó. Khổ nổi già cả, ảo tưởng đi điều lệnh đi còn chưa xong nữa. Đúng rồi, cái ông cao quá ông đi nhanh không phải, nhưng mà cái trò hề chơi á mà không kia dốc xe té. Chào anh Lu Chi Đạo nhé. Nói chung là khổ nổi cái sự ảo tưởng, phải không? À, thật sự ra mà khi khi mà em còn nhỏ, em còn nhớ ba em kể cho em nghe là cái sự gọi là nó nhồi sọ. Họ rất ư là kinh khủng, cái tâm lý chiến của họ đến bây giờ mà vẫn không thể nào
thay đổi được. Nhưng mà cơ bản cái người dân có một số là nó cũng khổ như thế này, nó đi nó gọi là nó cái từ nó quyên góp, thì bây giờ á cái người dân người ta không ủng hộ thì cũng không không được, không ủng hộ thì nó sẽ làm khó làm dễ người ta, đôi lúc nhiều khi nó những cái trò này kia nên người dân người ta cũng ngại ngùng, thì đôi lúc nhiều khi bỏ ra 5 đồng 10 đồng gì để thôi cho nó yên thân, thì đó là chính vì nó dựa vào cái vấn đề đó. Nó chào Minh Vũ. Đó, cái khổ cái là cái khổ là vậy chứ thực sự người dân người ta cũng không muốn đâu. Có những người người ta đã đi qua được bên Mỹ người ta sống thì người ta cũng muốn gọi là để cho làm lụng thay đổi cái môi trường sống cho con cái họ học, họ họ cố gắng họ làm việc để họ vun đắp cho đứa con về sau thôi. Đúng không? Chứ họ không ai cũng không ai nghĩ ngợi một cái điều này, chỉ có một số nhỏ có cái thành phần này thôi. Rồi kể cả giống như ở một cái Mỹ thì họ cũng có cảm thông, họ có những cái mà đôi lúc họ làm quá. Các anh chị hôm bữa không biết thấy thấy sân Tây quay mà cái có tên đường không? Có nghĩa là thật sự ra nó những người đó những người gọi là cố dùng gọi là lừa người khác thôi. Làm một cái biển treo lên trên đường gọi là cái đường đó là đường gì Nguyễn Khoa Nam hay đại đại khái họ làm. Thực thằng Mỹ nó cũng không bận tâm tới cái chuyện đó đâu, trò trẻ con thôi mà. Người ta nói là nó hèn hạ mà nó đâu có gì đâu mà nó phải nâng ngẩng cao đầu, đúng không? Tinh thần thượng võ nó đâu có đâu, nên đâm ra là thay vì ví dụ bây giờ á, đúng không, mình thừa nhận cái chuyện mình thất bại tại sao mình không có lý tưởng, đúng không? Người đánh gọi dạng là lính đánh thuê thôi, mà mình đánh thuê trên cái quê hương của mình thì cái gì nó nhục bằng. Có tiền thì đánh, không có tiền thôi, có nhiều tiền đánh nhiều, ít tiền đánh ít tiền, thì hỏi vậy làm sao được có lý tưởng được. Trong khi đó là gì, người cộng sản á, thì người dân người ta gọi là cưu mang, còn bọn kia á, thì người dân họ ghét, thì cuối cùng thì sao, hay nói ba câu đó. Nhưng mà họ đâu phải đâu có những cái thời gian đâu, các anh chị xem lại từ khi ông Diệm và cho đến khi ông Diệm ông chết có cả gần 10 năm trời, từ năm 63 đến năm 73, xem họ có làm được gì không? Đâu có làm được cái gì đâu. Đó, rồi tới những cái ngày mà chính thức chào Sơn Tây đề tài á, đề tài thì anh muốn đề tài gì?